kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chính. Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, vào sáng ngày 26 tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với các lãnh đạo cấp cao của nước này. Trưa ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, hãy cùng nhìn lại quan hệ Việt Nam-Mỹ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, vào sáng ngày 26 tháng 2, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Say Chum, hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin và hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen. Tại cuộc hội kiến Thượng viện Campuchia Say Chum, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cơ quan nghị viện hai nước cần thường xuyên trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, giúp giải quyết vấn đề liên quan đến việc đi lại, sinh sống, làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau. Chủ tịch Thượng viện Say Chum khẳng định các cơ quan lập pháp tối cao của Campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ hoàng gia, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên tinh thần bình đẳng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, hữu nghị và láng giềng tốt. Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhất trí cho rằng hai bên cần phối hợp triển khai thực hiện tốt các tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia, các hiệp định thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai chính phủ, tiếp tục sửa đổi, tạo hành lang và khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong các hoạt động đầu tư, hợp tác giữa hai nước. Tại cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen, hai nhà lãnh đạo trao đổi ý kiến sâu rộng về các phương hướng và biện pháp lớn nhằm tạo xung lực thúc đẩy hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất trí phát huy mạnh mẽ quan hệ chính trị, tiếp tục củng cố và tăng cường sự gắn bó tin cậy chính trị giữa hai đảng, hai nước. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn Thủ tướng Hun Sen, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã quan tâm giúp đỡ cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia, đề nghị Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo Chính phủ Hoàng gia Campuchia tiếp tục có những biện pháp phù hợp để đảm bảo các quyền lợi hợp pháp và lợi ích chính đáng của người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen khẳng định, cá nhân Thủ tướng và Chính phủ Campuchia sẽ luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Việt Kiều. Sau các cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chứng kiến lễ ký tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia và nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác quan trọng. Các văn bản thỏa thuận hợp tác được ký lần này bao gồm Phụ lục sửa đổi điều 6 và 17 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về vận tải đường thủy, Nghị định thư sửa đổi nghị định thư thực hiện hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia, bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia về khoản viện trợ xây dựng nhà làm việc của Ban Thư ký Quốc hội Vương quốc Campuchia, biên bản thỏa thuận giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Campuchia về thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Campuchia giai đoạn 2019-2020, bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty Hàng không Việt Nam với Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia về hợp tác du lịch 2019-2021. Vào sáng ngày 26 tháng 2 tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ các đại tăng thống của Phật giáo Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng Thống Tép Vông tại chùa Unalom và Đại Tăng Thống Bukri tại chùa Sveipop. Các Đại Tăng Thống cũng khẳng định nhân dân Campuchia, trong đó các Phật tử Campuchia, không bao giờ quên sự giúp đỡ của nhân dân Việt Nam, đã giúp đất nước Campuchia hồi sinh, thoát khỏi họa diệt chủng cách đây 40 năm. Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, đến đặt vòng hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, tưởng niệm quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại đất nước Chùa Tháp. Có hơn 20.000 quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh và hiện nay vẫn còn gần 4.000 chiến sĩ chưa tìm thấy hài cốt liệt sĩ. Trong năm qua, chính phủ hai nước đã triển khai trùng tu và xây dựng lại nhiều đài hữu nghị tại 17 tỉnh, thành ở Campuchia.
Còn trong chiều ngày 26 tháng 2, cũng tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm nói chuyện thân mật với cán bộ nhân viên đại sứ quán, đại diện các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia, mong muốn cán bộ, nhân viên đại sứ quán tiếp tục cố gắng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng căn dặn bà con kiều bào luôn đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, đóng góp tích cực vào sự phát triển trên địa bàn nước sở tại, đồng thời đóng góp xây dựng quê hương đất nước. Và trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo lời mời của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, hai nước đã ra tuyên bố chung Việt Nam-Campuchia. Thưa quý vị, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong 2 ngày, ngày 27 và 28 tháng 2, trả lời phỏng vấn báo chí vào chiều ngày 26 tháng 2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định với kinh nghiệm tổ chức nhiều hội nghị cấp cao, Việt Nam sẽ phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công hội nghị Mỹ Triều Tiên và qua hội nghị này, Việt Nam mong muốn sẽ trở thành một đối tác kiến tạo hòa bình. Với những kinh nghiệm tổ chức các hội nghị thượng đỉnh quy mô lớn như APEC 2017, WEF ASEAN 2018, Việt Nam của chúng ta sẽ phấn đấu cao nhất để tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần này. Đến nay, Hà Nội và tất cả các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị trên mọi phương diện. Các bạn có thể thấy tại Hà Nội, đường phố tràn ngập cờ tung bay, hoa tươi rực rỡ, và cảm nhận cái sự hồ hởi, những nụ cười rạng ngời của người dân chào đón bạn bè quốc tế. Và tôi được biết các bạn quốc tế rất thán phục cái sự chuẩn bị tích cực, trách nhiệm, nhiệt tình của người Việt Nam chúng ta, của chính phủ chúng ta, của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Và qua hội nghị này, hy vọng Việt Nam sẽ trở thành cầu nối cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, giữ vai trò một đối tác góp phần kiến tạo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực. Và tất nhiên vị thế Việt Nam đã được nâng cao. Thời gian tới, với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2020 và ứng cử viên vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam của chúng ta sẽ tin tưởng, sẽ đóng góp tích cực hơn nữa vào tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hòa bình phát triển bền vững trên thế giới. Tôi tin rằng khi luôn là thành viên có trách nhiệm, tận tâm, tận lực với cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy cho nhiều vấn đề quốc tế, hội nghị quốc tế lớn của khu vực và toàn cầu trong tương lai. Và thực tế, chúng ta đã làm tốt điều đó trong những năm qua. Vào trưa ngày 26 tháng 2, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Hà Nội bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam và tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai. Đúng 8 giờ 10 phút sáng nay, đoàn tàu chở Chủ tịch Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Triều Tiên đã tiến vào ga Đồng Đăng. Sau 2 ngày, vượt qua gần 5.000 km từ thủ đô Bình Nhưỡng qua biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, đi qua hàng chục tỉnh thành của Trung Quốc, rồi qua biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam để đến ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Thể hiện sự trọng thị của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành và tỉnh Lạng Sơn đã nồng nhiệt chào đón Chủ tịch Kim Jong Un và đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Triều Tiên tại ga Đồng Đăng. Khoảng 3.000 đồng bào các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã tới ga Đồng Đăng từ rất sớm để chào đón Chủ tịch Kim Jong Un cùng đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Triều Tiên. Tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un trong chuyến thăm Việt Nam lần này có hai ủy viên Bộ Chính trị và cũng là Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là Kim Nhân Chôn và Ri Suông.
cùng Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị, Phó trưởng Ban Tuyên truyền Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-un. Đáp lại sự đón tiếp nồng hậu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Kim Trương Ngân đã hạ kính chiếc xe chống đạn để vẫy chào người dân chào đón bên đường. Đây là hành động hiếm gặp vì thông thường việc bảo vệ Chủ tịch Kim Trương Ngân luôn ở mức rất cao. Điều này cũng cho thấy Chủ tịch Kim Trương Ngân tin tưởng vào an ninh an toàn ở Việt Nam cũng như sự thân thiện, mến khách của người dân Việt Nam. Đây là lần thứ hai hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Kim Trương Ngân được tổ chức sau khi hai lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên gặp nhau lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái. Sau hội nghị được coi là phá băng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Triều Tiên, hội nghị lần này tại Hà Nội được thế giới hy vọng là sẽ tạo ra tiến triển mang tính bước ngoặt, và Việt Nam rất mong muốn được đóng góp trực tiếp vào quá trình đối thoại hòa bình, giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình và đối thoại. Cũng qua dịp này, Việt Nam còn mong muốn tăng cường vai trò không chỉ của riêng Việt Nam mà của cả cộng đồng ASEAN trong đời sống quốc tế hiện nay. Sau lễ đón tại ga Đồng Đăng, Chủ tịch Kim Trương Ngân đã về Hà Nội bằng đường bộ với đoàn mô tô hộ tống theo nghi lễ cao nhất. Hàng nghìn người dân ở hai bên đường đã chào đón Chủ tịch Kim Trương Ngân. Sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Trương Ngân sẽ thăm hữu nghị chính thức Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên sau chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành cách đây 61 năm. Năm 1950, Triều Tiên là một trong ba nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Và trong gần 70 năm qua, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ truyền thống với Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành gây dựng. Trong bối cảnh năm 2018, kỷ niệm 60 năm chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Kim Nhật Thành, hai nước cũng sẽ kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm hữu nghị chính thức của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un được coi là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Chuyến thăm này cũng sẽ giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai đảng, hai nước trên các lĩnh vực, cũng như có lợi cho việc duy trì hòa bình và phát triển của khu vực. Cảm ơn đồng chí. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến Hà Nội vào trưa ngày hôm nay. Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có mặt tại thủ đô vào tối ngày 26 tháng 2 theo giờ Hà Nội. Và tất cả đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên chính thức diễn ra vào 2 ngày, 27 và 28 tháng 2. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về không khí tại Hà Nội trước thềm sự kiện lịch sử này. Các tuyến phố quanh Hồ Hoàn Kiếm đã được trang hoàng rực rỡ từ mấy ngày nay. Tuy nhiên, nhóm công nhân công ty cây xanh và môi trường đô thị này vẫn khẩn trương tiến hành thay mới hoa tươi và quét dọn đường phố. Chị ơi, hôm nay chị phải bắt đầu ca việc từ mấy giờ? Ca việc của chị từ 4 giờ sáng. Ca việc bọn chị là 8 tiếng, nhưng mà ngày hôm nay bọn chị phải làm 12 tiếng. Mệt đấy mà, nhưng mà cũng thấy vui. Vì mình được đón hai vị nguyên thủ quốc gia, nghĩ với nước Triều Tiên sang Việt Nam mình thấy tự hào thôi. Anh Hayakawa, phóng viên Nhật Bản, đã đến Hà Nội từ mấy hôm trước để đưa tin về sự kiện. Anh đã từng tác nghiệp trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore. Tôi thấy Việt Nam sôi động hơn so với Singapore. Lần trước ở Singapore, bạn có thể thấy cờ Tổ quốc Singapore trên phố, còn lần này ở Việt Nam còn có cả cờ Mỹ, Triều Tiên và cờ Việt Nam, cũng như rất nhiều người dân dọc theo các con phố. Tôi rất ấn tượng về điều này. Rất đông người dân Hà Nội và các phóng viên đã đổ ra dọc một số tuyến phố mà các nguyên thủ đi qua. Tôi rất háo hức khi chuẩn bị nhìn thấy ông Kim Jong Un đến đây. Chị đã đợi đây bao lâu rồi? 10 phút rồi. Chị sẽ đợi cho đến lúc ông ý tới chứ. Hà Nội đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Và có lẽ người yêu hòa bình trên toàn thế giới đều đang hướng về Hà Nội với một mong muốn hội nghị thành công. Gần 3.000 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới đã có mặt tại Hà Nội để đưa tin về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai. Để có được những góc quay và hình ảnh ấn tượng nhất từ sự kiện này,
giữa các kênh truyền hình quốc tế cũng đã có một cuộc cạnh tranh để tìm được những địa điểm nào ghi hình đẹp nhất. Vậy đâu sẽ là vị trí đã được các hãng thông tấn lựa chọn để tác nghiệp? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Hồ Hoàn Kiếm, một biểu tượng của thủ đô Hà Nội. Đây cũng chính là những hình ảnh sẽ xuất hiện xuyên suốt trên các kênh truyền hình quốc tế trong 2 ngày diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên. Các kênh thông tấn lớn đã bắt tay vào cuộc đua chọn bối cảnh ghi hình tại Hồ Hoàn Kiếm ngay sau khi Hà Nội chính thức được chọn là nơi diễn ra sự kiện này. Những vị trí trên cao đẹp như này được rất nhiều đài truyền hình để mắt tới. Thời điểm chúng tôi liên lạc với khách sạn này thì đã có một kênh truyền hình khác ký hợp đồng thuê địa điểm và chỉ còn lại một khu vực duy nhất có thể tác nghiệp. Ngay lúc đó, chúng tôi đã lập tức quyết định là sẽ thuê luôn tầng thượng khách sạn này để thực hiện các bản tin trực tiếp. Các khách sạn, nhà hàng cao tầng trên khu vực phố cổ với hướng nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm hiện đều đã được các hãng thông tấn quốc tế thuê làm địa điểm đặt trường quay ghi hình. Từ trước cách khoảng 2 tuần thì Apricot đã được đón khoảng 6 đài truyền hình quốc tế đến làm việc và muốn đặt phòng cũng như là đặt các mini studio phụ thuộc vào cái địa điểm mà chúng tôi đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng tốt nhất. Thì cuối cùng thì chúng tôi có lựa chọn hai cái hãng truyền hình lớn là hãng truyền hình ABC và hãng truyền hình CBS. Thực hiện đưa tin trực tiếp từ Hà Nội, phóng viên của hãng tin AP đang đưa ra dự đoán hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ có cuộc gặp mặt và trao nhau cái bắt tay hữu nghị trên cầu Thê Húc. Vì vậy, địa điểm tác nghiệp của hãng là tầng thượng của một khách sạn ở khu phố cổ với hậu cảnh là toàn bộ khu vực cầu Thê Húc. Trong trường hợp hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ có những hoạt động xung quanh khu vực Hồ Gươm, thì từ nóc của tòa nhà này, chúng tôi có thể ghi lại gần như trọn vẹn các hình ảnh đang diễn ra. Khán giả từ hơn 60 quốc gia cũng sẽ được trực tiếp chứng kiến những hình ảnh này. Ở trên cao thì bạn có thể thấy thời tiết trông có vẻ sương mù, nhưng với các thiết bị ánh sáng và máy quay của chúng tôi, thì thời tiết này là lý tưởng để thực hiện ghi hình. Hồ Hoàn Kiếm là một trong những hình ảnh đặc trưng nhất của Hà Nội và cách lý tưởng nhất để những phóng viên của chúng tôi nói với khán giả về địa điểm đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần này chính là lấy Hồ Hoàn Kiếm làm hậu cảnh cho các buổi truyền hình trực tiếp. Không chỉ các địa điểm xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã quá tải, mà nhiều tòa nhà cao tầng, khách sạn trên các con đường đẹp của Hà Nội như đường Thanh Niên, đường Nguyễn Chí Thanh cũng đã được các đài CNN của Mỹ hay KBS, MBC, SBS của Hàn Quốc lựa chọn. Nhiều hãng tin và kênh truyền hình trên toàn thế giới đã phải cạnh tranh từ cách đây một tháng để có thể có được những vị trí đẹp nhất nhằm đặt máy quay từ trên cao, nhằm ghi lại những ảnh bao quát và chất lượng của trung tâm thành phố Hà Nội. Cũng chính từ những điểm quay này, hình ảnh Hà Nội sẽ được truyền hình trực tiếp tới hàng trăm triệu khán giả trên toàn thế giới. Hàng chục năm trước, Việt Nam đã tham gia vào đàm phán hòa bình tại các hội nghị ở Geneva, Thụy Sĩ và Paris, Pháp. Còn bây giờ, tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã trở thành nơi tổ chức cho một sự kiện quốc tế quan trọng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, thể hiện vị thế của một thành phố vì hòa bình. Chính lòng yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam, ổn định chính trị và an ninh tuyệt đối đã góp phần tạo thêm xung lực cho tiến trình hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Chuck Searcy là một cựu sĩ quan tình báo của quân đội Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam. Bị ám ảnh bởi sự tàn khốc của cuộc chiến, Chuck quay trở lại Việt Nam vào năm 1995 sau khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ ngoại giao để làm việc cho các dự án của cựu chiến binh Mỹ, giả phá bom mìn và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Chính Việt Nam, mảnh đất yêu hòa bình này đã níu chân ông ở lại 24 năm nay. Người Việt Nam có một khả năng đặc biệt là hòa giải và đưa mọi người đến gần nhau hơn. Người Việt Nam không bao giờ quên ơn những người đã hy sinh tất cả để bảo vệ nền độc lập của đất nước, nhưng họ có thể gác lại quá khứ đau thương và hướng tới tương lai. Đó là những điều đáng quý mà thế giới có thể học hỏi được từ Việt Nam. Những câu chuyện về hàn gắn chiến tranh, gìn giữ hòa bình như là câu chuyện của người cựu binh Mỹ Chuck Searcy đã cho thấy Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng gác lại quá khứ để cùng hợp tác phát triển cho tương lai. Và cũng chính vì vậy mà Việt Nam luôn có trách nhiệm với các vấn đề quốc tế. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối để góp phần kiến tạo hòa bình trong khu vực và trên thế giới. Hòa bình trên bán đảo Triều Tiên là điều mà thế giới đang mong đợi. Giới quan sát nhận định, Việt Nam là chất xúc tác đặc biệt đối với tiến trình đàm phán Mỹ-Triều Tiên. Mỗi bên đều tìm thấy ở Việt Nam những điều họ đang kỳ vọng với phía bên kia. Việt Nam bây giờ trở thành một cái nước chúng ta nói gọi là peacemaker, là chúng ta làm sao để cho những cái nước đang gặp khủng hoảng họ hiểu nhau, vì chúng ta là cái người gọi là
đã nằm trong chiến tranh, đã gọi là xây dựng gọi là hòa bình. Thế bây giờ chúng ta hiểu cả hai bên thì không nơi nào, ngoài ra không nơi nào an toàn bằng Việt Nam theo cái nghĩa đó. Đã từng có Hiệp định Paris, Hiệp định Geneva về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình. Bây giờ khả năng cao là chúng ta sẽ có một tuyên bố Hà Nội về kết thúc chiến tranh và thiết lập hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất tại Singapore vào tháng 6 năm ngoái, hai bên đã hầu như chưa đạt được một thỏa thuận cụ thể nào mà chỉ có một bản tuyên bố chung được đưa ra. Vậy liệu hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ có thêm những bước tiến như thế nào tại Hà Nội trong lần gặp thứ hai này? Quan trọng nhất là cái thành công của tại Việt Nam lần này, tức là hai bên vui vẻ bắt tay nhau, cam kết tiếp tục thảo luận được các cấp bộ trưởng, thứ trưởng và chuyên viên. Những cái môi trường Hà Nội này tạo ra một cái môi trường thân thiện để duy trì ngọn lửa đối thoại giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Riêng cái việc ấy cũng tạo ra cái bầu không khí hòa bình, hợp tác trên bán đảo Triều Tiên, Đông Á nói riêng, toàn bộ khu vực châu Á Thái Bình Dương nói chung. Thế là thành công chưa ạ? Việt Nam mang tính biểu tượng cao của khát vọng hòa bình và hòa giải. Việt Nam không chỉ đơn thuần là nơi diễn ra của gặp lịch sử Mỹ-Triều Tiên, mà Việt Nam còn là sự khích lệ hai bên gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai. Vào chiều 26 tháng 2 đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo nhân dịp Ngoại trưởng Hoa Kỳ có chuyến thăm Việt Nam dự cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên. Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao việc Hoa Kỳ và Triều Tiên lựa chọn Việt Nam là địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai, bày tỏ cuộc gặp sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Về quan hệ song phương, Phó Thủ tướng vui mừng trước sự phát triển của quan hệ song phương thời gian vừa qua như là kinh tế, thương mại, giáo dục, khắc phục hậu quả chiến tranh, đặc biệt là bước đầu triển khai dự án tẩy độc tại sân bay Biên Hòa. Đồng thời, Phó Thủ tướng cho rằng hai nước cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực khác như là giả phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam. Về phần mình, phía Hoa Kỳ khẳng định coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam và sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới. Về các vấn đề khu vực, cả hai nước cùng quan tâm, hai bên khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên, hãy cùng nhìn lại quan hệ hai nước Việt-Mỹ 25 năm sau khi bình thường hóa quan hệ. Có thể thấy chân thành, thẳng thắn, cùng có lợi chính là kinh nghiệm mà Mỹ và Việt Nam muốn chia sẻ với thế giới, đặc biệt là với những quốc gia đang trước ngưỡng cửa của quá trình hàn gắn vết thương chiến tranh, biến thù thành bạn. Từ tháng 9 năm 1988, ngay từ trước khi Việt Nam và Mỹ bình thường hóa quan hệ, việc tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích trong cuộc chiến tại Việt Nam đã được hợp tác triển khai. Trong 30 năm qua, hài cốt của hơn 1.000 lính Mỹ đã được hồi hương. Hoạt động nhân đạo này, với nỗ lực to lớn từ phía Việt Nam, đã góp phần xoa dịu những đau thương mất mát của các gia đình Mỹ, thể hiện tinh thần gác lại quá khứ và tăng cường hữu nghị giữa hai dân tộc. Có những người đã hy sinh trong quá trình tìm kiếm người Mỹ mất tích, nhưng cuối cùng thì chúng ta đã giải quyết được vấn đề và người Mỹ đã tin. Gia đình những người mất tích cũng tin, chính phủ tin, và cuối cùng những người mà họ chống đối chúng ta thì họ cũng phải giơ tay hàng, và chúng tôi cũng phải đồng ý cho bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Ngày nay chúng ta vẫn còn tiếp tục giải quyết vấn đề này. Chúng ta hứa là khi nào thỏa mãn thì thôi. Thì đó là một vấn đề mà nó xây dựng cái lòng tin giữa hai nước. Năm 1995, thời điểm quan hệ hai nước được phá băng thông qua tuyên bố bình thường hóa quan hệ. Việt Nam và Mỹ đã liên tục xúc tiến các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và các cấp, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ sự tin cậy chính trị, bồi đắp cho việc hình thành những tầm nhìn, những quan điểm chung, tạo điều kiện hợp tác trên nền tảng những lợi ích tương đồng để Mỹ và Việt Nam tiếp tục tiến xa hơn trên con đường hợp tác, bất chấp một xuất phát điểm không hề dễ dàng. Việt Nam có một cách tiếp cận trong 30 năm đổi mới là muốn làm bạn với tất cả các nước và đồng thời là bỏ qua quá khứ nhìn về tương lai. Việt Nam với Mỹ ngoài những cái lợi ích gặp nhau thì còn có duyên và nợ. Thì hai nước đã đến với nhau trên cơ sở những cái lợi ích chung. Mỹ thì cũng muốn mở rộng ảnh hưởng ra ở khu vực này, mà Việt Nam thì lại cần những Mỹ như là đối tác, không phải chính trị, ngoại giao
mà còn cả đối tác kinh tế thương mại. Và đấy là cái sự gặp gỡ nhau giữa hai bên. Và từng cái bước đi một, tăng cường cái hiểu biết và tin cậy lẫn nhau thì mới dẫn đến một những cái kết quả mà như là chúng ta đề cập, là có thể tạo ra một cái hình mẫu của quan hệ giữa những quốc gia từ thù mà biến thành bạn và đối tác tin cậy. Lòng tin chính trị giữa lãnh đạo hai nước đã lan tỏa tới giới doanh nghiệp, đầu tư mỗi nước. Mỹ hiện đứng thứ 11 trong số 130 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với trên 900 dự án, tổng vốn đăng ký đạt 9 tỷ đô la Mỹ. Trong 24 năm qua, kim ngạch thương mại song phương đã tăng hơn 100 lần, từ 451 triệu đô la Mỹ năm 1995 lên con số kỷ lục trên 60 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và dự báo đạt 80 tỷ đô la vào năm 2020, cùng với cam kết của lãnh đạo hai nước về cân bằng cán cân thương mại. Con đường lịch sử giữa hai nước còn dài và tôi tin tưởng rằng quan hệ thương mại Việt-Mỹ sẽ còn phát triển, dẫn tới những hiệp định thương mại tự do mới trong tương lai. Ngày càng có nhiều các doanh nghiệp Mỹ tới Việt Nam để tìm kiếm những cơ hội đầu tư về hạ tầng, thương mại điện tử và các lĩnh vực mới phục vụ phát triển của Việt Nam như sản xuất năng lượng hay năng lượng tái tạo. Nhìn chung, các doanh nghiệp Mỹ rất mong muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Vào sáng ngày 26 tháng 2 tại Hà Nội đã diễn ra buổi gặp mặt giữa những người Mỹ thuộc Tổ chức Cây Hòa Bình Việt Nam, Peace Trees Việt Nam, với đại diện Hội Liên Hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Hai bên đã trao đổi tình hình kết quả các hoạt động hàn gắn hậu quả chiến tranh, đồng thời giao lưu gắn kết tình hữu nghị nhân dân hai nước. 22 người Mỹ đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam. Họ là cựu chiến binh, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, bác sĩ, những người yêu chuộng hòa bình, với những đóng góp tích cực cho các dự án và hoạt động ý nghĩa tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1995, Peace Trees Việt Nam là tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đầu tiên được chính phủ Việt Nam cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực tìm kiếm và phá hủy bom mìn, vật liệu nổ. Trong hơn 20 năm qua, Peace Trees đã góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước thông qua những dự án tạo ra vùng đất an toàn cho người dân địa phương, đóng góp các công trình phúc lợi xã hội. Thưa quý vị, hình ảnh đằng sau lưng tôi đây chính là con tem đặc biệt do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Ngoại giao vừa cho ra mắt vào chiều ngày 26 tháng 2 để chào mừng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai. Sự kiện quan trọng này đang được cả thế giới quan tâm theo dõi sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 tháng 2 tại thủ đô Hà Nội. Và chắc chắn đây cũng sẽ là chủ đề quan trọng trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi trên kênh VTV4. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và đến đây thì bản tin thời sự cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.